Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và phải nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho tất thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh xuân chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày năm tháng mười hai năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 214 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 264 Trang 264 Bắt đầu xem từ hàng thứ năm Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ câu Duy trừ ngũ Nghiệp Duy trừ ngũ Nghiệp Phỉ bán chanh pháp Hai câu kinh giang này là hai câu sau cùng trong nguyện thứ 18. Bên dưới là chú giải của Hoàng Niệm Lão. Ngũ nghịch về lý là tội ác cực nghịch. Cho nên gọi là nghịch là gì cảm ứng ác nghiệp quả khổ của địa ngục vô dang cho nên lại gọi là nghiệp vô gian a à, xà thí dương vấn ngủ nghịch kinh nói có tội ngủ nghịch nếu là người nam hay là người nữ vì năm tuổi này mà không được cứu chắc chắn đoá vào địa ngục không nghi ngữ khí này rất khẳng định ở trước chúng ta đã học đến đây bên dưới nói những gì là năm là giết cha, giết mẹ, hại a la hán, đấu loạn tăng chúng, khởi ác ý đối với nơi ở của Như Lai. Đây là trong kinh nói gì? Ngũ nghịch. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là hại a la hán, thứ tư là đấu loạn tăng chúng thứ năm là khởi ác ý đối với phật trước tiên cần phải hiểu về nhân quả trong phật pháp nói vì sao có người đến thế gian này Vì sao phải đến? Trong Phật Pháp nói Vì mê thất tự tánh Nghĩa là nói Tự tánh là Thanh tịnh quang minh Dính hằng bất biến minh tâm chiến tánh gọi là thanh phật thực tế mà nói chúng ta trở về tự tánh gọi là thanh phật mục tiêu giáo dục sau cùng của phật giáo là đây sau khi mê thức tự tánh tự tánh là chân tâm nó khởi vọng tâm giọng tâm là nương vào chân mà khởi lên, cho nên trong giáo lý đại thừa nói chân và giọng không hai, nhưng tác dụng của nó không giống nhau. Khi ngộ, tác dụng của nó hoàn toàn là tánh đức tự nhiên hiển lộ ra. Sau khi mê, trí tuệ liền biến thành phiền não. Đức năng biến thành tạo nghiệp. Tướng hảo biến thành quả báo của luân hồi lục đạo. Mê và ngộ tác dụng không giống nhau. Không thể không biết điều này. Chúng ta mê thất tự tánh quá lâu. Trong kinh Phật thường nói từ kiếp lâu xa đến nay. Thời gian này quá dài. trong luật đạo đã nuôi dưỡng thành thói quen nói cách khác không phải bản tánh làm chủ mà là tập tánh chi phối làm chủ có bản tánh tuyệt đối không mất đi nhưng nó không khởi tác dụng sự thật này trong kinh điển đức phật nói rất tương tân chúng ta nghe xong đúng là sanh tâm hổ thẹn phải nỗ lực học tập trở về tự tăng không còn chịu những nỗi khổ luân hồi này nữa điều này quan trọng hơn tất cả trong kinh điển thường nói thân người khó được phật pháp khó nghe ý nghĩa hai câu này rất sâu xa thân người đích thực rất khó được trong lục đạo trong thời đại hiện nay thỏa mãn con người không dài quả thực không dễ có được trong phật pháp gọi đây là nghiệp báo chúng ta có nghiệp là có quả báo không thể không đến ta bị nghiệp lực chi phối nghiệp có hai loại một là dẫn nghiệp dẫn dắt chúng ta dẫn dắt ta đến đường nào trong lục đạo đây quay là dẫn nghiệp thứ hai là mã nghiệp lần này ta đến đây ví dụ bây giờ chúng ta đều đến cõi người đến cõi người dẫn nghiệp của chúng ta tương đồng trong phật pháp nói với chúng ta một cách đơn giản thèn chút nghĩa là do trong đời quá khứ tu tập ngũ giới nội dung của ngũ giới ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với ngũ thường trong truyền thống văn hóa ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tính trong đời quá khứ chúng ta từng tu tu rất tốt nghiệp trong đời này thuần thuộc thuần thuộc khi gặp nhân duyên quả báo liền hiện tiền hiện tiền điều gì chúng ta đến nhân gian được thân người tuy được thân người nhưng sự gặp gỡ trong đời của mỗi người không giống nhau tình trạng thân thể không giống nhau Lành giữ quả phước không giống nhau Có người giàu có Có người nghèo hèn Đây là thuộc về mãn nghiệp Mãn là chữ mãn trong mạng túc Nghiệp này thuộc về chữ mãn trong mạng túc Điều này không giống nhau Mới có nhiều hiện tượng rất phức tạp như thế sau khi hiểu rõ trong đời này của chúng ta biết cần phải biết làm những gì chúng ta có phương hướng có mục tiêu như vậy còn tiếp tục trôi lăn trong lung hồi lục đạo chăng không còn cần xa lìa chăng rất muốn ra khỏi không muốn trầm luân trong luân hồi lục đạo nữa đây là thân người khó được nếu trong đời này được thân người không gặp được phật giáo có muốn ra cũng không ra khỏi không gặp được phật giáo ta đối với tánh tướng lý sự nhân quả cũng không hiểu rõ ràng hay nói cách khác đời này ta đến đây một cách mê hồ khi đi cũng mê mê hồ hồ ngạ ngữ nói túy sanh mộng tử khi sanh giống như kẻ say rượu Khi chết mê hoặc điên đảo Nói cách khác Rất khó ra khỏi luật đạo Trong kinh điển Đức Phật nói với chúng ta Dục tri tiền thế nhân Chúng ta phải biết đời trước đã làm ra những gì Đức Phật nói kim sanh thọ giả thị Chính là đời này những gì chúng ta nhận lãnh nếu muốn biết đời sau chúng ta có quả báo như thế nào, đức Phật nói kim sanh tác giả thị đời này ta nghĩ những gì nói những gì làm những gì đây là nhân đời sau quả báo liên diễn tiên nhà Phật nói gì nhân quả ba đời có quả khứ có hiện tại có vị lai co người bất kỳ chúng sanh nào sanh mạng là diễn hằng bất diệt đây là thật sinh mạng diễn hằng bất diệt sanh tử thân thể có sanh tử linh tánh không có sanh tử linh tánh là ta thân thể không phải là ta nhất định phải nhận thức rõ ràng Thân thể không phải là ta Thân thể là gì? Trong Phật Pháp nói Thân thể là ta sở hữu Nó không phải ta Là ta sở hữu Như chúng ta mang quần áo vậy Áo quần là ta sở hữu Áo quần không phải ta Phải nhận thức rõ ràng Thân thể không phải ta Là ta sở hữu Vì sao vậy? Ta triển khai thời gian ra sở hữu Vô lượng kiếp đến này Chúng ta từng ở cõi trời Từng ở nhân gian Cũng từng làm súc sanh Cũng từng ở trong ác đạo Trong địa ngục Ở cõi nào Thì được thân của cõi đó Thân này thường thường thay đổi không phải giống như thay quần áo ư Thường thay đổi Cho nên Nó không phải ta Bớt luận thay đổi thân gì Là cõi trời Cõi người súc sanh hay ngạ quỷ Bất kể là đổi thân gì Linh tánh là chính mình Một cái linh tánh Trở về tự tánh Đó gọi là Phật Gọi là Bồ Tát không còn mê hoặc nữa hiểu được điều này thấu triệt được đạo lý này sẽ biết vì sao chúng ta học phật rất rõ ràng mục đích chính là khi học phật thứ nhất là thấu triệt chân tướng sự thật thứ hai là thoát ly luân hồi lục đạo đây là thật không phải giả lần này chúng ta được thân người lại gặp được phật pháp điều này may mắn biết bao Cơ hội này Giống như trong bài kệ khai kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Cư sĩ Bành Tế Thanh Thời đại vua Càng Long nhà Thanh nói Một ngày hy hữu khó gặp Từ vô lượng kiếp đến nay đây là gì là nói chúng ta ngày nay được thân người gặp được phật pháp vô lượng kiếp đến nay khó gặp được cơ hội như thiệt này đã gặp được nếu ta có thể nắm chắc cơ hội trong đời này nỗ lực học tập đời này có thể thành phật có thể thành bồ tát không những ra khỏi lục đạo mà còn vĩnh viễn vượt thoát mười pháp giới không thể không biết điều này đến thế gian này bất luận đến cõi nào đều là nhân duyên đương nhiên khi đến phải tìm cha mẹ cha mẹ có nhân duyên với chúng ta không có duyên không tìm đến họ duyên gì Tìm cha mẹ để đầu thai là mãn nghiệp Đây không phải dẫn nghiệp Trong mãn nghiệp điều đầu tiên là tìm cha mẹ Nhân duyên tìm cha mẹ Với cha mẹ có bốn loại nhân duyên Là báo oán Báo ân Đòi nợ trả nợ Là bốn nhân duyên này không có bố nhân duyên này, tuyệt đối không tìm người này làm cha mẹ. Đức Phật nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Báo ân là cha mẹ trong đời quá khứ có ân với ta. Đời này ta đến báo ân. Những đứa con này tự nhiên chính là hiếu tử hiền tôn, họ đến báo ân. Nếu là báo oán thì chúng đem đến phiền phức. Đứa trẻ này rất khó dạy, không nghe lời. Sau khi lớn lên, chúng khiến quý vị nhà tan cửa nát, không nghe lời. Đòi nợ, vậy phải xem nợ bao nhiêu. Cha mẹ nợ họ ít Mấy tuổi là họ ra đi Họ lấy hết nợ liền ra đi Nếu nợ nhiều Có thể mười mấy năm Hai mươi mấy năm Không dễ gì cha mẹ mới nuôi lớn Dùng đắp cho chúng học hết đại học Lấy được học vị tiến sĩ thì họ ra đi Đây là đòi nợ nhiều Trả nợ cũng có nhiều ít Nghĩa là sao? Những đứa con này đời trước nợ quý vị Nợ nhiều Đứa trẻ lớn lên sẽ cung phụng nhiều cho cha mẹ Cuộc sống vật chất chăm sóc rất chu đáo Nhưng không có tâm hiểu kính chị chăm sóc chu đáo trên phương diện vật chất. Nếu như nợ ít có thể họ rất giàu có nhưng đối với cha mẹ rất khắc bạc. Những vấn đề này chỉ cần ta hơi lưu ý xung quanh mình một chút là có thể nhận ra. Đây là nợ ít Trước đây lúc tôi còn trẻ khi mới học Phật Tôi thấy một người chức vị rất cao Đối đại với cha mẹ Còn khắc bạc hơn cả người ở Quy định một tháng Bao nhiêu tiền miễn cưỡng duy trì cuộc sống như vậy chúng ta biết đây là do họ nợ cha mẹ ít cho nên họ trả cũng ít không phải bốn nhân duyên này chúng không đến nhà mình học phật sẽ có cách cải tiến Học Phật hiểu được chân tướng sự thật Bản thân đã giác ngộ Giúp cả gia đình lớn nhỏ đều giác ngộ Gọi là hiểu rõ Đem nhân duyên thí tục Chuyển biến thành pháp duyên Cả nhà học Phật, cả nhà giác ngộ Tình hình này hoàn toàn có thể cải thiện đây là nhà phật nói về đạo lý nhân quả người một nhà là có nhân duyên này thân thiết và bằng hữu trong xã hội này phàm là tương thức đều là người có duyên nhưng nhân duyên quy nạp lại cũng không ngoài bốn loại lớn này chỉ là nhân duyên có dày mộng khác nhau Tất cả đều biến nó thành Pháp Duyên Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là Phổ Độ Chúng Sanh Nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh vốn là Phật Đây là đem những quan niệm thế tục của chúng ta cho đến những nhân duyên của Túc thị đều quá dại hết Chúng ta học giống như Phật Bồ Tát vậy Để xử lý sự gặp gỡ trong đời này của chúng ta Buông bỏ tất cả ưng oán tâm bình khí hòa chúng ta đi con đường của bồ tát đi con đường của phật không còn đi con đường của lục đạo như vậy là đúng cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta bất kể là nhân duyên gì họ là người có ân đối với chúng ta Mặc dù đến để báo oán Nếu họ học Phật Học giáo quân của Thánh Hiện Họ đã hiểu Tuy trong đời quá khứ có nhân duyên bất thiện Nhưng trong đời này cha mẹ dưỡng dục ta Không có cha mẹ ta từ đâu ra Nếu trong đời này ta học được giáo quân thánh hiền học được phật pháp như vậy ân cha mẹ càng nặng bởi thế giết hại cha mẹ trong kinh nói nhất định đọa địa ngục không còn nghi ngờ Chắc chắn đọa vào địa ngục Trái lại hiếu thuận cha mẹ Là đệ nhất đức trong thị xuất thế gian Đệ nhất thiện Phật Pháp nói người này thiện căn sâu dày Pháp thế vàng cũng không ngoại lệ Thiện căn sâu dày hiếu thuận cha mẹ Điển tệ tịnh tông Kinh quán vô lượng thọ Phật Câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước Chính là hiếu thuận cha mẹ Hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức giết hại cha mẹ là đại tội đệ nhất thiền lý không dung pháp luật không cho phép nhưng pháp luật hiện nay đối với việc giết hại cha mẹ hình phạt cũng giảm nhẹ pháp luật ngày xưa không như vậy pháp luật ngày xưa nếu giết cha giết mẹ chắc chắn bị tử hình không có giảm hình không có miễn tội tội bất hiếu là tội cực ác trước đây thầy lý nói với tôi một vấn đề điều này là thật đây là ngày xưa Có một nơi Xuất hiện một đứa nghịch tử giết chết cha mình Đương nhiên bị án tử hình Triều đình hạ lệnh Các chức Vì tri huyện ở đây tuân phủ tức tỉnh trưởng ngày xưa ghi lại những lỗi lầm lớn nhỏ nghĩa là dưới sự trị lý của quý vị sao lại xuất hiện một người ác đến như thế quan địa phương như quý vị không làm hết trách nhiệm giáo hóa nhân dân xử phạt như thế vẫn chưa đủ Triều đình hạ chỉ Ngày xưa có bức tường thành Phá hư một góc tường thành Biểu thị thành thị này Khu vực này Đã xuất hiện Một kẻ đại bất hiếu như thế Là sĩ nhục của toàn thành thị này Nghiêm trọng đến như vậy đây Bây giờ giết cha giết mẹ không còn là chuyện bất thường nữa Rất thường thấy Ngày xưa chuyện này không thể tưởng tượng được Đây là việc lớn Đầu năm dân quốc Khoảng tuổi của tôi vẫn còn nhớ Trong pháp luật chính phủ Có một điều luật Gọi là thân quyền xử phạt Điều luật này Chắc vào khoảng năm 20 mấy Dân quốc tức là thời kháng chiến Phí bỏ trước sau kháng chiến Hay là trong thời kỳ kháng chiến Tôi có ấn tượng này Thân quyền xử phạt là gì? Cha mẹ quý vị Từ đến tòa án tố cáo con mình. Đứa con này bất hiếu. Quý vị xử tử nó đi. Lập tức chấp hành, không có luật sư để biện hộ cho quý vị, không có. Không có biện hộ. Vì sao vậy? Vì cha mẹ là người thương yêu con cái nhất. Cha mẹ không cần nữa nghĩa là quý vị không đủ tư cách làm người trong xã hội này đây là thân quyền xử phạt điều luật này hiện nay không còn bây giờ không nói thân quyền mà gọi là nhân quyền thân cũng không có quyền giết cha giết mẹ là tội lớn. Thứ hai là hại A La Hán. Điều này ai là A La Hán quý vị cũng không biết. Nếu là A La Hán quý vị không thể hại được họ. A La Hán có trí tuệ, có thần thông, có phước báo. Nhưng có tội giống với hại A-la-hán Nghĩa là tội như nhau Trong Phật Pháp gọi là đẳng lưu Tức là giết hại Ở thế gian này A-la-hán là Giáo hóa chúng sanh Thầy giáo tu Nếu ta giết hại họ Không kết tội với họ mà kết tội với ai Rất nhiều người Có thể tiếp nhận giáo huấn của họ Không còn cơ hội nữa Tội chúng ta Nhẹ hay nặng Đều tính từ phạm vi ảnh hưởng Từ việc dạy học của họ Và thời gian ảnh hưởng dài hay ngắn Cho nên nó cũng là tội đại bất kính Nhất định đó vào địa ngục không nghi ngờ nói cách khác đối với xã hội đặc biệt là đối với nền giáo dục của xã hội có sức ảnh hưởng tốt và thiện đến những người này chúng ta đều phải tôn trọng họ phải thương yêu họ phải học tập theo họ Chúng ta giết hại họ cũng như tội giết hại A La Hán. Đây là tội nghiệp a tỳ địa ngục, tội nặng nề nhất. Vì sao vậy? Vì xã hội đại chúng có thể dạy thật tốt, nếu không có ai dạy, họ sẽ học điều hư hỏng. Có người tốt tận tâm tận lực dạy, Người xấu có thể trở thành người tốt, người ác cũng trở thành người thiện. Cổ nhân nói rất hay, thánh hiền là đào tạo mà ra. Kẻ ác cũng là vậy mà ra, chỉ là xem quý vị dạy như thế nào. Nếu chúng ta muốn dạy một thánh hiền Hy vọng đứa trẻ này thành thánh thành hiền Cần phải dạy từ nhỏ Cha mẹ không đọc sách thánh hiền Họ đào tạo không ra thánh hiền Chắc chắn là như thiệt Mỗi người trong đời Người thầy đầu tiên là người mẹ Trẻ con từ khi sanh ra Đến năm ba tuổi rời khỏi tả bọc Thật sự đặt nền tảng cho giáo dục chính là Một ngàn ngày này từ lúc sanh ra đến ba tuổi một ngàn ngày này nếu không học thật tốt vì sao học sẽ rất khó khăn theo cổ lễ khi phụ nữ mang thai trong cổ lệ có nói gì lễ mang thai người làm mẹ này khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác được phải đoan trang gọi là đoan chánh trang nghiêm vì sao vậy vì tâm họ thiện ngôn hành thiện đứa bé ảnh hưởng từ đó nghĩa là cảm ứng của thiện. Nếu ý niệm họ bất thiện, ngôn hành bất thiện, thai nhi này liền cảm nhận điều bất thiện, gọi là thai giáo. Sau khi sanh ra, chúng vừa mở mắt là biết nhìn, biết nghe, chúng bắt đầu bắt chước. Quý vị không được nói đứa trẻ này không biết gì, như vậy là sai. Đứa bé rất thông minh Chúng nhìn người lớn Nghe người lớn Thấy suốt một ngàn ngày Nền tảng này thâm căn cũ đi Người mẹ ảnh hưởng với con cái rất lớn Bây giờ những người mẹ trẻ tuổi không tiếp thu giáo dục của thánh hiền nên họ không hiểu. Họ tiếp thu nền giáo dục gì? Hiện nay đều là truyền hình. Lớn lên một chút được đến trường. Trường ở phương Tây chúng tôi biết. Học sinh lớp 1 đã học gì tình? Trong di tình rất nhiều tin tức Ảnh hưởng rất lớn Thế giới này sao không loạn được Phật Bồ Tát hay Thần Tiên có đến cũng không cứu được Nghĩa là nói đều không dạy được Hết cách dạy Nghiệp cảm do bất thiện của chúng sanh tạo ra. Đó chính là thiên tai. Thiên tai từ đầu đến, do hiện tượng hỗn loạn của xã hội. Hiện tượng thiên tai trên địa cầu là do nguyên nhân này tạo nên. Năm trước Người Mỹ quay bộ phim 2012 Phát sóng trên toàn cầu Nhiều người xem xong Rất kinh hoàng Thật như vậy ư Có một nửa cho rằng là thật Một nửa cho rằng không đáng tin Rốt cuộc là thật hay giả thì năm 2012 cũng sắp đến. Ngay cả khoa học trên toàn thế giới đối với vấn đề này cũng 50 trên 50. Hơi lạc quan một chút, các nhà khoa học nói với chúng ta Họ nói năm 2012 là một bước ngoặt tốt cho nhân loại chúng ta. Bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Đều có thể thay đổi tâm niệm, đĩa cầu này sẽ ngày càng tốt hơn. Lời nói này không sai Có chuyển được hay không Thay đổi như thế nào Thời gian cấp bách như thế Hơn một tháng nữa là năm 2011 Đến tháng 12 năm 2012 Là hai năm Hai năm này có thể thay đổi ư? Trước tiên chúng ta kỳ vọng vào hàng tín đồ của các tôn giáo Vì thông thường các tín đồ tôn giáo đều tin nhân quả bao ứng Nếu người có tín ngưỡng tôn giáo thấy điều này Quả thật Hạ quyết tâm Bỏ ác dương thiện Cái ta quy chánh Được có cơ hội cứu vãn Có thể cứu mình Có thể cứu gia đình mình có thể cứu xã hội cũng có thể giúp xã hội này giảm nhẹ làm chậm phát sinh thiên tai đây là việc tốt công đức thù thẳng vô lượng vô biên nếu như không thay đổi được rất nhiều người Đều tin thiên tai này sẽ phát sinh Đến khi thiên tai phát sanh Hối hận cũng không kịp Câu bên dưới nói Đấu loạn tăng chúng Nói như hiện nay chính là Đoàn thể trong tôn giáo thông thường chúng ta gọi là đạo tràng giáo đường cũng là đạo tràng là trụ sở của tôn giáo phá hoại những người tu học tôn giáo tín ngưỡng tôn giáo đây là đấu loạn tăng chúng Trong này còn có một hiện tượng Không phải người ngoài mà ngay trong nội bộ Quý vị xem khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế Đệ tử của Ngài là Đề Bà Đạt Đa Đề Bà Đạt Đa với Ngài là thân thích Họ là anh em chú bác cũng xuất gia theo Phật. Sau khi xuất gia sanh tâm đố kỵ với Đức Thế Tôn Thường nghĩ phương kỵ hại Phật Ông muốn làm Phật Nghĩa là Ông muốn tranh đoạt địa vị lãnh đạo tăng đoàn của Đức Phật Tâm đố kỵ rất nặng Ly gián hàng đệ tử Phật Ác ý phê bình Đức Thế Tôn Khiến những tín đồ này đi theo ông Ông cũng có không ít đồ chúng Đề bà Đạt Đa quá thật đã đọa địa ngục Vấn đề này trong kinh Đức Phật thường nói đến. Điều sau cùng khởi ác ý đối với nơi ở của Như Lai. Tức là khởi ác ý với Phật. Đối với pháp đại thừa Pháp Đại Thừa là tượng trưng của Phật. Ác ý phê bình, ác ý hủy bán, Đều thuộc tội lỗi của điều này. Phước báo của Phật rất lớn, Không ai có thể tổn thương được ngài. ở bên dưới có nói đến tội làm thân phật chảy máu chúng ta đọc tiếp bên dưới hoa nghiêm khổng một chương quyển thứ ba lại nói ngũ nghịch quý vị xem gọi là giết cha giết mẹ hại a la hán phá tan hòa hợp làm thân phật chảy máu làm thân phật chảy máu chính là ở đây nói khởi ác ý đối với nơi ở của như lai Câu chuyện làm thân Phật chảy máu này Có ghi chép trong kinh Tức là chuyện về Đề Bà Đạt Đa Đề Bà Đạt Đa muốn hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Biết mỗi ngày Ngài đi khất thực Con đường Phật đi qua Có một đoạn là dưới vách núi Ông đứng trên sườn núi lăn một tảng đá xuống đức phật từ bên dưới đi ngang qua ông liền lăn tảng đá xuống đức thế tôn có thần hộ pháp chi vị biết là bồ tát Vi đà ở trên không trung dùng chày kim cang chắn tảng đá này lại đập nát tảng đá này khi đập nát thì có mãnh dụng mãnh dụng đã rơi trúng chân phật khiến cho ngài chạy máu làm thân phật chạy máu đức phật là giáo chủ người sáng lập nền giáo dục phật giáo là người làm công tác tình nguyện của giáo dục phật giáo giáo hóa chúng sanh không thu học phí trong kinh luận khen ngợi đức phật là mắt thiên nhân ngọn đèn sáng trong bóng tối đây đều là khen ngợi Phật Những lời tán thán này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất xứng đáng Là thật không phải giả Thế gian có một người tốt như thế Sao ta có thể hại họ được Tội này là nghiệp vô gián Chắc chắn đọa địa ngục Không còn nghi ngờ bên dưới Là giải thích thông thường trong Phật Pháp Một và hai là quên ân dưỡng dục Nghĩa là giết hại cha mẹ Cha mẹ có ân dưỡng dục đối với chúng ta Vậy mà ta đã quên ân dưỡng dục đó Ba điều ở sau là phá hoại phước điền của tất cả chúng sanh Cho nên quậy là nghịch Đại nghịch Không có gì nặng hơn tội này A-la-hán Hòa hợp chúng tăng Tăng đoàn hòa hợp Và giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật Đây là Phước điền của chúng sanh trong lục đạo chúng ta thấy xã hội hiện nay có rất nhiều người giàu có phước của họ từ đầu đến ruộng phước ruộng có thể trồng lúa gạo ngũ cốc lương thực Ruộng có thể sanh có thể trưởng Ba điều trên Có thể trưởng dưỡng phước đức và phú quý của tất cả chúng sanh Đời này giàu có là do đời trước trồng tại ruộng phước tam bảo Nếu phá hoại tam bảo này tất cả chúng sanh không có nơi trồng phước người không có phước báo mặc dù đến nhân gian nhưng cuộc sống rất đáng thương không có phước báo hành vi này phá hoại phước điền chân thật của tất cả chúng sanh này đây là tội nghiệp vô giá không được làm điều này nếu tự thân người xuất gia làm điều này thì tội này càng thêm nặng không thể không biết điều này Đối với ngũ nghịch thường hay nói, đây là tội ngũ nghịch mà trong nhà Phật thường nói. Tội ngũ nghịch này chính là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Thông thường chúng ta đều nói như thế, ý nghĩa hoàn toàn giống như ở trước. Phạm ngũ nghịch này nếu phạm năm loại tội này Thân hoại mạng chung chắc chắn đọa vào địa ngục vô gian Trong một đại kiếp thọ khổ vô cùng Một đại kiếp là nói thời gian chịu khổ quá dài Kiếp này tính như thế nào? Trong kinh điển Trước tiên Đức Phật nói với chúng ta về tiểu kiếp Trong kinh nói nhiều nhất Phổ biến nhất Thọ mãn con người Mười tuổi Bắt đầu từ mười tuổi Mỗi một trăm năm thêm một tuổi Thêm đến tám dạng bốn ngàn tuổi Họ mạng con người dài nhất là tám dạng bốn ngàn tuổi. Sau đó từ tám dạng bốn ngàn tuổi lại mỗi một trăm năm giảm một tuổi. Một trăm năm giảm một tuổi lại giảm đến mười tuổi. Một lần tăng một lần giảm này gọi là một tiểu kiếp. Quý vị tính thử xem thời gian này dài bao nhiêu. Hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Bốn trung kiếp là một đại kiếp Ta ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội Phải chịu thời gian dài như thế Một đại kiếp là thế giới này của chúng ta Thành trụ hoại không một lần Cho nên người không biết chân tướng sự thật họ dám tạo tạo nghiệp một cách mê mê hồ hồ người hiểu rõ chân tướng sự thật không dám lặng sao dám tạo tội nghiệp này quá đáng sợ đoạn này nói về tội ngũ nghịch đoạn bên dưới nói về tội phỉ bán phỉ nghĩa là bán bán tức là hủy cho nên cũng gọi là hủy bán Người nói lời ác Vừa qua sự thật Gọi là bạn Phê bình lỗi lầm của người khác Nói quá Những việc họ làm Lỗi lầm Tội nghiệp này nói quá sự thật đây là hủy bán người ta không tạo tội nặng như thế họ lại nói thêm vào nặng nề hơn điều này trong xã hội hiện nay là hiện tượng thường thấy người không có lỗi nói họ có lỗi người có lỗi lầm thì nói lỗi lầm đó rất nghiêm trọng không thể tha thứ. Xã hội hiện nay tình hình này rất nhiều. Ta làm việc tốt này khiến chướng ngại danh lợi của họ. Họ liền nghĩ phương kế hủy ban ta. phỉ bán chánh pháp tức phỉ bán phật pháp đại nguyện thập niệm tất sanh này phổ bị tất cả nhưng trừ người phạm tội ngũ nghịch và hủy ban chánh pháp đây là ý trong nguyện văn này Khi lâm mạng chung thập niệm tất sanh Nhưng người này tạo tội ngũ nghịch Lại hủy ban chanh pháp Thập niệm tất sanh họ không có phần Bên dưới là trong quán kinh nói Nghĩa là trong quán kinh vô lượng thọ Phật Nói ngũ nghịch thập ác Lâm chung thập niệm cũng được dạng sanh Xem ra hình như hoàn toàn trái ngược với 48 nguyện trong kinh vô lượng thọ Như vậy là sao? Nếu phạm tội ngũ nghịch thập ác khi lâm mạng chung họ chân thành sám hối diễn diễn không tái phạm thật sự quay đầu có thể giảng sanh chăng có thể giảng sanh vấn đề là lúc lâm chung họ có chịu quay đầu hay không không thể quay đầu như vậy chắc chắn đọa địa ngục Đọa địa ngục vô giá Công đức sám hối không thể nghĩ bàn Chúng ta xem đoạn văn bên dưới Trừ người phạm ngũ nghịch trọng tội Lại hủy bán chánh pháp Tội càng thêm nặng Mà hủy bán chánh pháp là tội nặng nhất Người hủy bán chánh pháp Gọi là xiển đề hủy bán chánh pháp Cho nên không thể giảng sanh Xiển đề là tiếng phạn Dịch sang tiếng trung Nghĩa là không có thiện căn Người hủy bán chánh pháp không có thiện căn Như vậy sao có thể giảng sanh Giảng sanh Tây Phương tịnh độ Trong kinh Di Đà nói ra ba điều kiện không thể thiếu thiện căn phước đức và nhân duyên mà được giáng sanh về cõi nước này. Người này hủy bán Phật pháp không có thiện căn sao họ có thể giảng sanh? Bên dưới nói: Học hỏi. Nếu người phạm tội ngũ nghịch mà không hủy ban chánh pháp trong quán kinh nói có thể giảng sanh nếu có người tuy hủy bán chánh pháp mà không phạm tội ngũ nghịch như vậy có được giảng sanh chăng trong giảng sanh luận có giải thích đáp rằng chỉ cần hủy bán chánh pháp tuy là tội vô dư nhưng nhất định không được giảng sanh vì sao vậy vì họ không tin phật pháp nếu họ tin đã không hủy bán hủy bán nghĩa là họ không tin họ không tin sao có thể giảng sanh nghĩa là nói chỉ cần là hủy bán chánh pháp ngoài ra họ không phạm những tội khác cũng không được giảng sanh đạo lý này chúng ta có thể hiểu không quá sâu sắc sao lại nói như thế trong kinh dạy rằng người phạm tội ngũ nghịch đọa vào trong đại địa ngục a tỳ chịu đủ tất cả trọng tội đến khi kiếp tận mới được ra như vừa mới nói họ ở trong địa ngục vô gián một đại kiếp hết thời gian một đại kiếp họ mới có thể ra khỏi địa ngục người phỉ bán chánh pháp Đóa vào trong địa ngục A Tỳ Nếu hết kiếp này lại chuyển đến Đại địa ngục A Tỳ khác Triển chuyển như thế trải qua trăm ngàn đại địa ngục A Tỳ Phật không nhớ được thời gian cho nên tội hủy bán chánh pháp cực kỳ sâu nặng Như vậy không phải là một đại kiếp Thời gian một đại kiếp này đến Họ lại chuyển đến địa ngục vô gián khác Triển chuyện thọ báo như thế Đức Phật cũng không biết khi nào họ mới được ra tối nay cực kỳ nặng không thể hình dung chúng ta không thể không biết nếu biết được đạo lý này nhìn từ phương diện ngược lại làm công tác hộ pháp làm công việc hoằng pháp lợi sanh phước đức đó lớn biết bao Điều này chứng minh ở trong Phật Pháp dễ tu phước Nếu làm công việc hoàng dương và hỗ trì chánh Pháp Làm ít công việc hoàng dương Và hỗ trì trong đảo tràng chánh Pháp Đời sau được phú quý không ra khỏi lục đạo. Đối với lục đạo tình chấp còn rất sâu nặng, đời sau được phú quý. Nếu toàn tâm toàn lực hổ trì chánh pháp, Hoàng dương chánh pháp. Làm gì có đạo lý không giảng sanh thế giới cực lạ Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Phẩm vị chắc chắn rất cao Không thể không biết điều này Trong giảng sanh luận lại nói Quý vị chỉ biết tội ngũ nghịch là nặng Mà không biết tội ngũ nghịch sanh ra là do không biết chánh pháp cho nên người hủy bán chánh pháp tội này nặng nhất điều này nói rất có lý tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ giết a la hán phá hoại tam bảo nguyên nhân là gì do không có chánh pháp có người mới tạo tội nghiệp này nếu thế gian có chánh pháp Có người sẽ không tạo tội nghiệp này Có người đều muốn tu phước báo Đều muốn đời sau tốt đẹp hơn đời này Sống càng tốt hơn Hủy bán chánh pháp là Đoạn tuyệt Nhân duyên Tu phước của chúng sanh Tội của họ là kết ở đây Tội nghiệp này không phải đối với Tam Bảo Không phải đối với Phật Không phải đối với Tăng Đoàn Cũng không phải đối với a la hạng. Là tất cả chúng sanh không có phước báo Họ bị kết tội từ đây Tất cả chúng sanh không có phước báo Là do quý vị hủy bán chánh pháp Tội này rất nặng Cho nên những Tảnh tưởng xử lý nhân quả này Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch Sau đó mới biết chính mình tu học như thế nào là đúng pháp Tu học như Pháp Nhất định phải làm tấm gương tốt cho người khác Trong Hoàng Nguyên Quán Có nói với chúng ta về tư đức Bốn tánh đức cơ bản Chúng ta nhất định phải làm được Thứ nhất Tùy duyên diệu dụng Tùy duyên chính là Bồ Tát Phổ Hiền nói Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Diệu dụng nghĩa là không chấp trước Không phân biệt Đây là diệu dụng toàn tâm toàn lực biết đây là chánh pháp cần phải làm như thế thứ hai là phải làm gương cho tất cả chúng sanh phải thể hiện thật tốt Nghĩa là chúng ta thường nói Học di nhân sư Hành di thế phạm Phải làm tấm gương tốt cho xã hội Oai nghi hữu tắc Tắc tức là tấm gương Biểu hiện ra bên ngoài Thứ ba là Nhu hòa chất trực Thái độ căn bản khi ta giao tiếp với đại chúng là phải nhu hòa. Chất trực. Tâm địa phải chân thành. Biểu hiện phải nhu hòa. Tuyệt đối phải buông bỏ ngạo mạn. phải nỗ lực học tập vì sao vậy vì tập khí ngạo mạn mỗi người đều có mở đầu lễ ký nói với chúng ta không được tăng trưởng ngạo mạn ngạo mạn này là sanh ra đã có không được để nó tăng trưởng đây là pháp Thí gian để diệt pháp suốt thế gian phải đoạn tận ngạo mạn này. Không được có ngạo mạn. Quý vị xem chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát nào có tập khí ngạo mạn? A à la hán có tập khí này, Bồ Tát không có. Điều sau cùng là đại chúng sanh khổ. Phải phát tâm này khi đức phật còn tại thì biểu diễn cho chúng ta thấy suốt đời ngày ăn một bữa đêm ngủ dưới gốc cây ba y một bát ngài làm mô phạm cho chúng ta gọi là chịu khổ thay chúng sanh Như vậy tâm mới thanh tịnh, mới buông bỏ triệt để vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta buông bỏ được chăng? Nói thật là không được. Vì sao vậy? Là vì tập khí Tập khi được nuôi dưỡng từ vô lượng kiếp Buông bỏ trong một đời Đó không phải phàm phu mà là người tái sanh Không phải người tái sanh không làm được Nhưng chúng ta phải biết Phải có sự cảnh giác cao độ Phải thực hành Không thực hành Đời này không thể thành tựu nếu thực hành thì sao? Tức không thể một ngày không đọc kinh Đọc kinh vẫn không được Tập khí này vẫn chưa đoạn được Phải làm sao? Không thể một ngày không giảng kinh Phương pháp giảng kinh này rất hay Ngày ngày khuyên người Khuyên người chính là khuyên mình Khuyên người khác mà bản thân không làm được Tâm sanh hổ thẹn Lâu ngày tự nhiên sẽ tương ứng Chư vị tổ sư Đại Đức Xưa nay ai không phải mấy mươi năm Làm công phu đào thải này Đến lớn tuổi mới thành tựu hiện tượng này rất nhiều rất nhiều là gương tốt cho chúng ta hành trì mỗi ngày kiên nhẫn không từ bỏ biết mà không làm khuyết điểm và tập khí lại khởi lên phương pháp duy nhất là ngày ngày thực hành ngày ngày giảng ngày ngày học còn phải ngày ngày luyện tập luyện tập nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày tập buông bỏ buông bỏ tham sân si mạng nghi đây gọi là chân công phu ngày ngày giảng nhưng không buông bỏ không được đây là giả không phải thật giả muốn đời sau có phước báo được không vấn đề gì nếu muốn xa lìa lục đạo giảng sanh thế giới cực lạc không được không thể không biết điều này sám hối hôm nay đã sám hối ngày mai lại phạm cho nên sám hối không thể hết nghiệp chướng Vấn đề là như thế Có thể giống như Phật Bồ Tát nói Về sao không tái phạm Làm được câu này mới là chân thật xã hội Như vậy mới tương ưng Còn như hôm nay xám hội Ngày mai tái phạm không những người sáng suốt thấy rất rõ ràng mà người bình thường cũng nhận ra chúng ta không thể không biết trong tất cả tội nghiệp bây giờ chúng ta đã biết tội phỉ bán chánh pháp nặng nhất Quý vị xem tội ngũ nghịch Sám hối có thể giảng sanh Hủy bán chánh pháp không thể giảng sanh Tội của họ quá lớn Phật cũng không thể giúp được Cho nên hủy bán chánh pháp Tội người này nặng nhất Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Trong quán kinh sử Đại sư thiện đạo có cách giải thích khác Đại sư thiện đạo là Phật A-di-đà tái sanh Quán vô lượng thọ Phật kinh sử là ngày trước tác Lời Ngài nói nghĩa là tự thân Phật A-di-đà nói Ngài nói như thế nào? Người phạm tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp không được dạng sanh. Đó là ý chỉ ác mà Phật phương tiện nói. Vì sao vậy? Vì tội này quá nặng. Tội này quả thật quá nặng. Cách nói này của Phật ý là khuyên đại chúng đừng tạo ác nghiệp này đây là phương tiện nói sớ nói nghĩa này tức giải thích theo cách khống chế Nhưng trong 48 nguyện trừ tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp Nhưng hai nghiệp này tội chướng nó cực nặng Nếu chúng sanh tạo đều đọa địa ngục Lịch kiếp chu chương Chương nghĩa là rất khủng khiếp Vô cùng đáng sợ không có ngày ra khỏi nhưng như lai sợ tạo hai tội này phương tiện chỉ nói không được giảng sanh cũng không phải không nhíp thọ đây là ý của đại sư thiện đạo vì tội nghiệp này quá thật quá nặng nề Rất nhiều cơ hội đọa địa ngục A Tỳ Nếu lúc lâm mạng chung Nếu không nhất tâm niệm Phật A Di Đà giảng sanh cực lạc Nhất định đọa vào địa ngục Cho nên Đức Phật mới nói như thế Hủy bán chánh pháp Tội này nặng hơn tội ngũ nghịch Câu nói này rất hay Cũng không phải không nhiếp thọ Đây cũng như chúng ta thường nói Lãng tử hồi đầu vàng không đổi Thật sự quay đầu Thật sự sám hối Nếu tạo Vẫn được giảng sanh Tuy được sanh về cõi nước này Nhưng phải chịu hoa báo Bên dưới nói Kinh này có nghĩa là quá Là đến Người tạo tội như thế trong nhiều kiếp, trong thời gian chịu hoa báo có ba loại chứ. Nghĩa là người tạo tội nghiệp này sanh đến thế giới cực lạc là nhờ sám hối, chân thành sám hối họ cũng có thể giáng sanh. Họ sanh đến thế giới cực lạc cũng là hoa sen quá sanh nhưng hoa không nở. Vì tội họ rất nặng nghĩa là tập khí và tội nghiệp họ tạo rất nặng nề thời gian ở trong hoa có ba loại chương. thứ nhất không được thấy phật và chư thánh chúng giảng sanh thế giới cực lạc hoa không nở không thể thấy phật ở trong hoa họ cũng không thấy được phật thứ hai không nghe được chánh pháp đây là quả báo Họ chứa ngại người khác tin Phật Chứa ngại người khác nghe kinh Vì thì chính họ không nghe được chánh pháp Thứ ba, không được làm những việc cúng dường Làm những việc cúng dường là tu phước báo Đại chúng ở thế giới cực lạc Mỗi ngày đều có thể quá thân Cúng dường vô lượng chư Phật như lai khắp biến pháp giới hư không giới đây là tu đại phước báo nghe phật giảng kinh nói pháp làm tăng trưởng trí tuệ vì tội nghiệp họ rất nặng cho nên qua không nợ những nghiệp chướng này vẫn khởi tác dụng Ngoài điều này ra không có các điều khổ khác Ở trong hoa sen họ hưởng thụ Nghĩa là như trong các kinh điển thường nói Hưởng thụ của họ không thua gì Trời đau lận Chỉ là không thấy được Phật Không nghe được Pháp Không được cúng dường chư Phật như lai Hợp tán tông Cũng nói Chỉ có tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp Đây là Giống như Bồ Tát Thiên Thân Ba anh em họ đều học Phật Anh cả là Bồ Tát vô Trứ Học Đại Thừa Người thứ hai là Sư Tử Giác Thứ ba là Bồ Tát Thiên Thân Bồ Tát Thiên Thân học Tiểu Thừa Ngài biển tài vô ngại rất mực thông minh Học Tiểu Thừa hủy bán Đại Thừa anh cả thương xót ngài sau đó dần dần ngài giác ngộ khi giác ngộ tự biết tội trước đây hủy bán đại thừa rất nặng ngài nói với anh trai là mình muốn cắt lưỡi trừng phạt chính mình bồ tát vô trước nói với ngài Trước đây ngươi dùng lưỡi hủy bán đại thừa Tại sao bây giờ không dùng lưỡi để tán thán đại thừa Đây là cách làm để chuộc tội Ngài tiếp thu phương pháp này Quý vị xem trong tiểu thừa Ngài trước tác ngũ bách luận 500 bộ luận Đây là khen ngợi tiểu thừa Sau khi trở về Đại Thừa Ngài cũng trước tá cho Đại Thừa ngũ bách luận Cho nên cổ nhân xưng Ngài là thiên bộ luận sư Khen ngợi Đại Thừa Vấn đề là ta có quay đầu hay không? Có thể sửa đổi chính mình hay không? Bên dưới nói Tức là chưa có cơ hội tạo Chỉ khống chế mà thôi Ta chưa tạo Đức Phật nói những lời này khiến ta không dám tạo Đức Phật làm cho ý niệm hủy bán đại thừa của ta Không sanh khởi nữa, quá dại hết nếu đã có cơ hội tạo Nhưng đã hồi tâm Đã hồi tâm này rất quan trọng Như Bồ Tát Thiên Thân Sau cùng Ngài Giảng Sanh Niệm Phật Giảng Sanh Tức giận có nhiếp thủ Không sót một ai Quý vị xem Phật từ bi biết bao. Điều này chứng minh Phật pháp rất bình đẳng. Chỉ cần quay đầu. Đã tạo tội nhưng biết quay đầu, chưa tạo thì tuyệt đối đừng tạo. Bởi nó là chướng đạo, nhất định phải biết điều này. Mà còn như thế nào? là chướng đạo nghiêm trọng Không phải nhẹ mà là chướng đạo nghiêm trọng Bởi vậy tuyệt đối không được làm điều này Gọi là trừ người này Thật ra nghĩa là chỉ ác Khiến người chưa tạo tội không dám làm Đây là ý trong nguyện văn do Đại sư Thiện Đạo nói. Nếu như đã tạo nhưng có thể hồi tâm. Sám hối niệm Phật Tước nhíp thọ những lối cũ Không sót điều gì Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Chúng ta đọc câu chuyện về Pháp Sư Doanh Kha Nhà Phật gọi công án nghĩa là câu chuyện vào thời nhà Tống Có một vị xuất gia không giữ thanh quy Thường hay phạm giới Đại khai cũng tự biết mình tạo ra không ít tội lỗi Đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo Bình thường cũng học kinh giáo Biết rằng tội mình tạo chắc chắn đọa địa ngục Liền thỉnh giáo những người đồng học Như thế nào mới được cứu? Trong số đồng học Có một người tặng cho ông cuốn giảng sanh truyền Cứ xem xong một câu chuyện Sự khóc than rơi lệ cảm động vô cùng Khi xem xong sư hạ quyết tâm Niệm Phật giảng sanh Sư niệm một câu Phật hiệu này suốt ba ngày ba đêm Không ăn không ngủ Ba ngày tâm chân thành Thật sự đã cảm ứng đến Phật A-di-đà Ngài đến nói với sư Ông còn mười năm thọ mạng Cố gắng tu Đợi đến lúc lâm chung ta sẽ đến đoán Pháp sư Doanh Kha thưa giới Phật Tập khí nghiệp chướng của con rất nặng Chỉ cần bên ngoài có sự mê hoặc Con sẽ không vượt qua được trong 10 năm không biết con lại tạo ra bao nhiêu ác nghiệp Vì vậy con không cần thọ mạng Chỉ muốn được theo Ngài ngay bây giờ Đức Phật rất từ bi Nhận lời sư thôi được Ba ngày sau ta đến tiếp dẫn ngươi Vì sao Đức Phật không đưa sư đi liền Mà phải để ba ngày sau Để sư làm biểu pháp trong tam chuyển pháp luân sư đã làm chứng chuyển cho chúng ta sư chứng minh cho chúng ta thị sư liền mở cửa phòng nói với mọi người điều này niệm phật ba ngày ba đêm đã cảm ứng được giữ đức phật nói rõ tình hình với đại chúng đại chúng nửa tin nửa ngờ đâu có chuyện đơn giản như thế Tạo tội ngủ nghịch như vậy Chỉ niệm Phật ba ngày ba đêm mà có thể giảng sanh Không ai tin điều này Nhưng cũng may ba ngày khóc dài để xem Xem ba ngày sau ông có giảng sanh thật chăng Đến ngày thứ ba Sư yêu cầu mọi người Trợ niệm để đưa mình giảng sanh Mọi người đều quan hỷ Đây là việc tốt Việc rất khó gặp Cùng sư kết thiện duyên vậy đến lúc đó mọi người đều chân thành niệm phật niệm chưa đến một khắc sư nói với mọi người đức phật đã đến tôi đi theo ngài đây sư từ biệt mọi người và ra đi câu chuyện này là thật không phải giả Đây là người tạo nghiệp rất nặng Không hủy ban chánh pháp Chính là sám hối niệm Phật Tức có thể nhiếp thủ nghiệp cũ Đức Phật rất từ bi Nói lời giữ lời Nói ba ngày đến tiếp dẫn là ba ngày đến Công án này Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục có Trong giảng sanh truyện cũng có Trong rất nhiều chú sớ của cổ nhân Cũng có dẫn chứng Lấy ví dụ này Sám trừ nghiệp chướng Nhờ Phật tiếp dẫn Không sót một ai cho thấy đại nguyện di đà nhiếp hết căn cơ chúng sanh bốn mươi tám nguyện này là phổ biến nhiếp thọ tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp nặng nề cũng không sao chỉ cần ta chịu quay đầu thật sự quay đầu sẽ được cứu không quay đầu Đời sau sẽ đọa địa ngục A tỳ. Người này có hai con đường. Không cầu sanh Tịnh độ chính là địa ngục A tỳ. Không như những người khác, ngoài lục đạo ra còn có các đường khác để đi. Còn người này chỉ có hai con đường. Nhất định phải giác ngộ Nhất định phải quay đầu Nhất định phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ Khi giảng sanh cũng làm gương Và làm biểu pháp cho đại chúng Quý vị xem tạo nghiệp nặng nề như thế Sau cùng vẫn có thể giảng sanh Mọi người biết đây là chân thành sám hối Đại sư Thiện đạo nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thị duy thuyết di Đà bổn nguyện hải. Hai câu này là đại sư Thiện đạo nói. Rất nổi tiếng. Các bậc tổ sư cao tăng trong và ngoài nước thường dẫn chứng hai câu nói này. Như Lai tượng trưng cho Phật Bồ Tát vì sao họ ứng quá đến nhân gian này? Mục đích ứng quá đến nhân gian Là tuyên truyền pháp môn này Duy thuyết di đà bổ nguyện hải Khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tất cả kinh điển mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm đó là hằng thuận chúng sanh nhiều lần tuyên giảng kinh vô lượng thọ đó là thuận theo bổn nguyện của mình cũng có thể nói là tùy thuận bổn nguyện của Phật di đà vì sao vậy chỉ có chánh pháp có thể phổ độ tất cả chúng sanh không sót một ai không như những pháp môn khác đều có điều kiện nhất định căng tánh nhất định khác với pháp môn này pháp môn này phổ độ bất luận căng tánh như thế nào điều kiện rất đơn giản là tin sâu nguyện thiết và chân thành niệm phật a di đà mười niệm nhất niệm đều giảng sạch bên dưới nói Ý là chư Phật ba đời xuất hiện tại thế gian Ba đời là quá khứ hiện tại vị lai Chư Phật ba đời xuất hiện tại thế gian này Mục đích là gì đại sự nhân duyên này Tuyền nói nguyện lực không thể nghĩ bàn Của A-di-đà như lai Cứu độ dạng loại chúng sanh lợi ích tức là ân huệ cứu độ tất cả chúng sanh cho nên đại sư lại nói ngày nay gặp được di tích thời mạt pháp của đức thí tôn yếu môn bổn thể nguyện cực lạc của phật a di đà tất cả phàm phu đều được sanh về đó hết thể đều nương vào nghiệp lực đại nguyện của phật a di đà làm tăng thượng duyên đây là lời chân thật Ba đời chư Phật Ứng quá tại thế gian Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Vì sao chư Phật ứng quá tại thế gian? Dụng ý là gì? Không có gì khác Ngoài mục đích giúp chúng sanh viên mãn thành Phật ngay trong đời này Không có gì khác hơn Dùng phương pháp gì Để khiến tất cả chúng sanh Đều có thể thành Phật Ngay trong một đời này Như vậy chỉ có Phật a di đà Tuyên thuyết nguyện lực không thể nghĩ bàn Của Di-đà như lai Nguyện lực này tức là bốn mươi tám nguyện, bốn mươi tám nguyện phổ độ chúng sanh. Đại sư Thiện đạo lại nói. Ngài đến thế gian này Gặp thời mạc pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là người thời nhà đường Nhà đường đã vào thời kỳ mạc pháp Phật Pháp Truyền đến Trung Quốc vào thời kỳ tượng Pháp Là năm 67 công nguyên Năm Diễn Bình thứ 10 Hán Minh Đế Tức là năm 67 công nguyên Đại sư thiện đạo sanh vào thời nhà đường Tức đã đi vào thời kỳ mạt Pháp của Đức Thế Tôn Cho nên nói gặp di tích thời mạt Pháp của Đức Thế Tôn Thành tựu của thời kỳ mạt Pháp Chỉ có tịnh độ Tu thiền không thể đạt đến đại triệt đại ngộ Họ đi về đâu Ngày xưa học thiền cũng rất đáng nể Đều đạt được thiền định Được sơ thiền Đến sát giới sơ thiền thiên Được tứ không định Đến vô sát giới thiên Đều không ra khỏi luân hồi lục đạo Tuy thỏa mãn dài Nhưng không ra khỏi lục đạo Nói cách khác Khi họ hết thỏa mãn ở cõi trời Họ lại trở lại Năm đường chịu luân hồi Khi nào được thơ người tiếp tục làm phải trải qua thời gian rất dài thọ mạng nhân gian rất ngắn thọ mạng cõi trời dài hiểu được tình hình này sẽ cảm thấy rất đáng sợ khi nào mới gặp lại lãnh hội một cách sâu sắc từ bi của chư vị tổ sư đại đức họ thường nói với chúng ta thân người khó được phật pháp khó nghe quá là không sai tí nào lần này chúng ta đạt được có thể không quý trọng ư vì sao không biết trân quý vì không biết thân người khó được điều này rất khó không biết phật pháp khó nghe không biết lơ là cho rằng không phải đời này ta đã đạt được rất dễ dàng ư ừ, thân người cũng đã được phật pháp cũng đã được nghe đều tưởng rằng rất dễ thật ra không dễ dàng chút nào Chư Phật Bồ Tát Chư vị Tổ sư Đại Đức Nói với chúng ta những điều này Không phải là khuyến khích Mỗi câu nói với chúng ta đều là thật Đại sư thiện đạo cũng không ngoại lệ Vì chúng ta mà tuyên dương Bổ nguyện của A-di-đà như lai Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Là pháp môn quan trọng biết bao Vì tất cả thiện ác hay phàm phu đều có thể giảng sanh Phải ghi nhớ câu này Đừng tưởng rằng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp Sợ không thể giảng sanh Như vậy quý vị đúng là không thể giảng sanh vì sao vậy vì không có lòng tin điều này chứng tỏ nghe kinh nghe pháp rất quan trọng nếu không nghe kinh không nghe pháp họ không hiểu triệt để pháp môn này nên sinh ra hoài nghi sợ tội cho nên họ không thể giảng sanh Trái lại phàm phu được giảng sanh Bất luận là hành thiện hay tạo ác mà giảng sanh Tất cả đều nhờ 48 nguyện của Phật a di Đà. Nếu không nhờ nguyện lực của Phật a di Đà, Không thể giảng sanh Điều này dạy chúng ta những gì phải nhất tâm nương tựa Đừng vọng tưởng Tu pháp môn gì Như trong kinh nói Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Tâm bồ đề là gì Tinh thật nguyện thiết chính là tâm bồ đề Là đại sư ngẫu ít nói như thế tôi tin không có chút hoài nghi tôi phát đại nguyện đời này không có bất kỳ nguyện vọng nào khác chỉ cầu sanh tịnh độ buông bỏ mọi ý niệm như vậy là đúng tuyệt đối không còn vọng niệm có ý niệm toàn là vọng niệm chỉ có câu phật hiệu này là chánh niệm nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này không được bỏ qua cơ hội lần này hoàng niệm lão nói những gì trong giảng sanh luận chú và quán kinh sớ nói ở trên giống như là trái ngược nhau thật ra đều tương thân trong giảng sanh luận nói tội hủy bán chắc chắn không thể giảng sanh nhưng trong quán kinh sớ nói được thật sự sám hối có thể giảng sanh có thể nói như thế không phải không được luận chú giảng sanh luận chú chính là hợp với ý chí phục của như lai khiến người cẩn thận không dám hủy ban chánh pháp câu này rất quan trọng các bậc tổ sư xưa nay thường dạy chúng ta cẩn thận đừng phỉ bán bánh xe chánh pháp của phật không được trong luận lại nói Đời này người ngu si đã sanh phỉ bán Sao có lý nguyện sanh cõi Phật Ý này nghĩa là nói Đời này ngu si không có trí tuệ Không tin Phật Pháp Nói niệm Phật giảng sanh là mê tín là ăn nói lung tung Đây là chỉ những người này Sao họ có thể phát nguyện giảng sanh tịnh độ được Sao họ tin được Không dễ Cho nên trong kinh nói Phạm tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp không thể giảng sanh Đối với quán kinh sư Tức hiển lộ bi nguyện vô tận của Phật A Di Đà. Tội ngũ nghịch hủy bán chánh pháp nếu lâm mạng chung có thể niệm Phật, tức là phát tâm sám hối. Điều này rất quan trọng. thật sự quay đầu thật sự sám hối khi chúng tôi còn trẻ không biết gì cũng tạo tội hủy bán phật pháp tuổi trẻ luôn cho mình thông minh tôn giáo đều là mê tín Hủy bán Phật Pháp là nghiêm trọng nhất Vì nghe giáo huấn của Thầy Tôn giáo đều là mê tín Trong tôn giáo có đa thần giáo Có nhất thần giáo Tôn giáo cao cấp đều là nhất thần giáo Giữa vũ trụ chỉ có một vị chân thần Phật giáo lại nhiều vị gọi là đa thần giáo Đa thần giáo cũng gọi là phím thần giáo Là thuộc về tôn giáo cấp thấp trong tôn giáo quý vị xem trong đầu luôn nghĩ như thế không hề tôn trọng phật giáo thấy những bà cụ thắp hương lạy phật liền nói là mê tín tạo tội nghiệp không biết gì Năm 26 tuổi, tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ. Trong môn học này, ở một sau cùng, thầy giáo giảng cho tôi về triết học Phật giáo. Điều này đã thay đổi quan niệm sai lầm trước đây của tôi. Thầy nói với tôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học Phật giáo là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Họ Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Những lời của Thầy đã hoàn toàn thay đổi quan niệm sai lầm mười mấy năm trước của tôi. Thay đổi không còn phỉ bán, nhưng cũng không tán tháng. Chị nghiên cứu kinh Phật như một môn triết học vậy Không có học Phật Sau đó gặp Đại sư Chương Gia Tôi học với Đại sư ba năm Nền tảng học Phật của tôi đều nhờ Đại sư mà có dần dần hiểu rõ ràng minh bạch hơn trong tâm mới khâm phục sau này tôi theo học với thầy lý thầy khuyên tôi phát tâm giảng kinh chuộc tội giống như bồ tát thiên thân vậy tôi trước đây hủy bán phật rất nặng hủy bán phật pháp hủy bán tam bảo khi hiểu ra tôi rất sợ hãi cho nên tiếp thu giáo huấn của thầy theo thầy học giảng kinh suốt mười năm thay đổi vận mệnh rất có hiệu quả người như thế trong muôn ức người khó tìm được một hai người cho nên phật từ mẫn vẫn cứ nhíp thọ tôi không tạo tội ngũ nghịch nhưng cũng từ trong tội ngũ nghịch Trước đây không tin Phật Pháp Tăng Không tin Nhưng không hủy bán Phật Pháp một cách nghiêm trọng Từ đây quay đầu Về sau phát tâm chuyên tu tập Chuyên quăng Pháp sáng trừ nghiệp chướng Tội hủy bán chánh pháp trước đây Bây giờ nghiệp chướng nhẹ dần Trí tuệ tăng trưởng Nghiệp chướng nặng phiền não tăng trưởng Không tăng trí tuệ Nghiệp chướng nhẹ tăng trưởng trí tuệ Không sanh phiền não Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây